Sawadee ka. Xin chào tất cả các quý thiện nam tín nữ của Lucky Amulet đến với chuyên mục dài kỳ giới thiệu về tiểu sử các cố đại cao tăng của nền Phật giáo Nam Tông Thái Lan. Trong audio này, chúng mình xin phép chia sẻ với mọi người về tiểu sử của cố đại cao tăng Luồng Pho Xà Khon, vị đệ tử được Luồng Bố Thêm yêu quý hết mực. Về tiểu sử của các vị cao tăng đã được Lucky Amulet giới thiệu trước đó, mọi người có thể tìm xem thêm trong kênh YouTube của Lucky Amulet nhé. Mời mọi người cùng lắng nghe. Luồng Pho Xà Khon sinh vào thứ 3, ngày 3 tháng 2 năm 1938. Ngay từ nhỏ, Luồng Pho Xà Khon đã nổi tiếng là một cậu bé thông minh, ham học hỏi và thích theo chân cha mẹ tới cúng dường các nhà sư, cũng như chấp tác tại các ngôi chùa. Ngay từ khi Luồng Pho Xà Khon còn trẻ, thầy đã bắt đầu học quỹ cha, tức là phép thuật và các kiến thức y học cổ truyền. Với những kiến thức này, Luồng Pho Xà Khon đã giúp đỡ rất nhiều bạn bè của mình. Luồng Pho Xà Khon không bao giờ sử dụng những kiến thức này cho bất cứ mục đích xấu nào. Vào năm 20 tuổi, Luồng Pho Xà Khon xuất gia tại chùa Nong Krap, nhưng sau đó thầy đã đến tu học tại chùa Lá Hàn Ray để học hết những quỹ cha đặc biệt của Luồng Bố Thêm. Sau đó, thầy tiếp tục học thêm những kiến thức từ Luồng Pho Pheng Xà Xã Nô, chùa Lá Hàn Dày. Luồng Pho Pheng từng là một thị giả bên cạnh Sồm Vệt Tia Krom Ma, Luồng Pho Chung Pon, tỉnh U Đông Sặc. Luồng Pho Pheng từng học rất nhiều từ Luồng Phù Sục, Wat Pa Kha Long Mã Khảm Tàu, người rất giỏi về các phép phòng thân bất khả xâm phạm. Luồng Pho Pheng đã từng chứng minh bằng cách chỉ viết một chữ cái vào một tờ giấy chì và dùng súng bắn vào tờ giấy, viên đạn đã không thể bắn ra khỏi súng. Sau đó, Luồng Pho Xà Khon được Luồng Bố Thêm gửi gắm để học hỏi thêm từ Luồng Pho Hỉn, Wat Nong Xã Nôm, Luồng Pho Tháp, chùa Khạ Bộc Khẩn Phưng và Luồng Bố Sổm, Wat Ban Chong. Bởi sự am học hỏi và lòng kiên trì của mình nên rất nhiều kệ trị A Chan, tức là những cao tăng đắc đạo, đã truyền dạy những kiến thức tốt nhất của mình cho Luồng Pho Xà Khon như: vào năm 2503 Phật lịch, thầy đã tới học hỏi với A Chan Chiên Khăm Dạ Con ở thành phố Dạ Con, Myanmar. Vào năm 2506 Phật lịch, thầy tới học với A Chan Xỉn Wat Nai Wang, Ban Ná Mung, tỉnh Chonburi. Vào năm 2518 Phật lịch, thầy tới học với A Chan Sụ Pốt ở Campuchia. Vào năm 2523 Phật lịch, thầy tới học với A Chan Sụ Môn Khăm Xiển tại tỉnh Sị Xạ Kệt. Năm 2525 Phật lịch, thầy tới học với Luồng Pho Pun Yen Wat Chang Nop, tỉnh Ná Khon Ratchasima. Năm 2526 Phật lịch, thầy tới học với Luồng Pho Khun Wat Ban Rai. Năm 2527 Phật lịch, thầy tới học với Luồng Pho A Khom Wat Dao Nhị Mít. Năm 2528 Phật lịch, thầy tới học với Luồng Pho Phum Wat Pra Sat, tỉnh Prachinburi. Năm 2508 Phật lịch, Luồng Pho Xà Khon tiếp nhận vị trí trụ trì chùa Nong Krap. Ngôi chùa được xây dựng hơn 200 năm và thầy đã tu bổ toàn bộ ngôi chùa, bao gồm cả cụ tị, có nghĩa là bảo tháp của chùa từng bị thiêu rụi hoàn toàn. Luồng Pho Xà Khon đặc biệt có năng khiếu về nghệ thuật điêu khắc, nặn và vẽ tranh tường trên tường của chùa Nong Krap. Trong suốt thời gian đảm nhận vị trí trụ trì, thầy đã xây dựng lại chánh điện chính, cụ tị và rất nhiều công trình trong khuôn viên của chùa Nong Krap. Đến cuối năm 1992, Luồng Pho Xà Khon bắt đầu bị bệnh nên các đệ tử đã đưa thầy đi khám. Người đệ tử thân cận sau đó đưa ông đi khám và phát hiện ra rằng ông bắt đầu bị bệnh lao. Về việc điều trị không có kết quả như mong đợi, cuối cùng thầy quyết định ngừng điều trị vào năm 1998. Luồng Pho rất gầy, thiếu chất dinh dưỡng và bị nhiễm độc tuyến giáp. Thầy giam mình trong một căn phòng biệt lập hơn bởi thầy không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Cho đến năm 2004, các đệ tử của ngài đã tha thiết xin Luồng Pho cố gắng chữa trị một lần nữa. Khi tới bệnh viện Rama 9, các biến chứng bắt đầu tăng lên như khí phế thủng và hẹp phế quản vì ngày xưa thầy hút thuốc nhiều. Luồng Pho Xà Khon đang được điều trị tận tụy, một số triệu chứng có phần thuyên giảm và một số chỉ số ổn định. Cho tới tháng 1 năm 2013, các triệu chứng của thầy lại bắt đầu tăng lên.
Trong thời gian này, sức khỏe của thầy sa sút rất nhanh. Thầy được đưa vào bệnh viện sảm tị phết và ở trong phòng phục hồi chức năng trong thời gian dài, ra vào ICU và các phòng đặc biệt. Trong mùa an cư, thầy đã cố gắng duy trì tu tập. Thầy đã ra lệnh cho các đệ tử không được đưa mình nhập viện vì thầy sợ mình sẽ ra khỏi chùa quá 7 đêm thì sẽ không hoàn thành mùa an cư năm ấy. Nhiều lần Lủng Pho Xà Khon đã nói chuyện với các đệ tử của mình rằng: "Nếu ta chết thì đưa ta về và hỏa thiêu tại chùa Lá Hàn Rai. Ta muốn về sống với Lủng Phù, tức là Lủng Phù Thim." Lủng Pho Xà Khon ra đi thanh thản vào ngày 17 tháng 9 năm 2556 Phật lịch, tức năm 2013, hưởng thọ 75 tuổi đời, 50 năm tuổi hạ. Cảm ơn các bạn đã cùng Lucky Amulet lắng nghe tiểu sử của cố đại cao tăng Lủng Pho Xà Khon, chùa Nỏng Khrap. Đừng quên like và subscribe để chúng mình có thêm động lực ra những audio mới nhé. Khọp Phun Kha.